tắt khi không sử dụng. 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 Chung tay góp sức cho cuộc sống tươi đẹp. Sơn Sipec chung tay cùng bạn. Các bạn thân mến, hiện tại thì Ngọc Hân đang có mặt tại thành phố Phan Giang. Và nếu như chúng ta đã từng đến đây thì chắc hẳn sẽ không thể quên được thời tiết khắc nghiệt ở nơi đây, rất nhiều nắng và gió. Tuy nhiên thì ngày hôm nay Ngọc Hân sẽ mời quý vị và các bạn đến một ngôi nhà mà ở nơi đấy đầy cây xanh và gió mát. Chào anh Thảo. À, chào Ngọc Hân. Dạ. Mời em vào nhà. Dạ. Wow, anh Thảo ơi, em thấy rằng có một điều rất là đặc biệt là sao? Bởi vì là bước ở ngoài kia vào đây thì em thấy có một cái luồng không khí mà khác hẳn. Ở ngoài kia thì gió rất là nóng, khi mà em bước vào đây thì mát kinh khủng anh ạ. Không biết là tại sao? Không gian xanh ở phía khoảng lùi ở phía trước nhà, để mà có những cây xanh, có những hồ nước nhỏ nhỏ thì nó sẽ tạo những vi khí hậu. Qua những cái tầng cây xanh này thì nó sẽ lọc không khí. Thì cái lý do là để làm một khoảng xanh phía trước nhà là cần phải nên có trên mỗi căn nhà. Hai bác đó cũng lớn, tương đối lớn tuổi, thì sống ở đây cũng cả 40-50 năm rồi, vẫn không muốn di chuyển đến một chỗ khác mặc dù cái đất này nó nhỏ. Như anh chia sẻ thì em thấy rằng là cái mảnh đất của hai bác gia chủ thì cũng không hề lớn lắm. Thế nhưng mà chắc do cái sự gợi ý thiết kế của anh nên là gia chủ đã quyết định dành một cái khoảng đất mà cũng tương đối là lớn để có thể xây một cái vườn như này, đúng không anh? Đúng rồi. Trước đây là bác chủ nhà mới bảo là anh với anh là tức là về già rồi thì rất mong muốn ở có một không gian sống trong lành. Khi mà ở trong nhà thì tiếng ồn bên ngoài nó không bị ảnh hưởng, và cái không khí trong nhà thì lúc nào nó cũng có gió mát, và không gian xung quanh nó phải có một cái cây cảnh để người già có thầu thú chăm sóc cho nó vui. Giới thiệu tiếp những cái công năng sử dụng của căn nhà. Đứng trên đây thì Ngọc Hân sẽ quan sát thấy được tất cả những không gian của căn nhà này. Ở đây là tầng lửng. Cái mục đích của cái công năng sử dụng căn nhà này là có những cái không gian sinh hoạt chung của tất cả mọi thành viên trong gia đình. Để ở đây có thể nhìn thấy xuống cái phòng khách, và cái không gian phòng khách là một không gian thường xuyên sinh hoạt mỗi ngày. Giữa phòng khách, phòng ăn, nhà bếp nó liên hoàn lẫn nhau. Tại vì diện tích nó hẹp, diện tích nhỏ cho nên chúng ta phải làm thành một căn phòng không có vách ngăn. Em thấy rằng là với cách bố trí không gian như thế này thì nó rất là phù hợp với ngôi nhà của hai bác, thì sẽ thường xuyên có con cháu đến thăm, đến chơi. Và khi mà trẻ nhỏ hay là tất cả mọi người cùng sinh hoạt, dù là trên không gian trên này hoặc là ở không gian dưới này, thì tất cả mọi người đều có cái sự liên kết cũng như là có thể quan sát và nhìn thấy nhau, thì chắc chắn sẽ tạo nên một cái không khí rất là đầm ấm trong một đại gia đình, phải không anh? Ở trong cái căn nhà này nó còn một cái điều mà đặc điểm anh muốn giới thiệu với em. Xin mời em lên đây. Lên đây, nó hút gió mát thật đấy. Cái bí quyết của cái chuyện mà để lưu thông gió là ở đây. Anh muốn làm ở đây là một cái giếng trời để lấy sáng. Thứ nhất là lấy sáng cái cầu thang. Xung quanh cầu thang nó có 3 bức tường. Em tưởng tượng cầu thang nó như một cái ống khói. Thì ở trên này thì lợp bằng máy kính. Máy kính cường lực bình thường thôi. Mục đích là để cho mưa nó khỏi xuống như này, nhưng mà vừa lấy sáng được. Máy kính ở này, nhưng mà ở bên hông nó có những cái khe để khi mà mặt trời chiếu ra nó làm nóng cái kính này lên nè. Đúng nguyên tắc của nguyên tắc khí động học, không khí nóng bao giờ nó bay lên, nó bốc hơi lên, thì nó tạo ở phía dưới nó
là tạo một cái áp suất âm, mình sẽ mở một cái chỗ nào đó để cho luồng gió nó bù cái chỗ áp suất âm đó. Cứ khí nóng thì là nó sẽ bay lên trên và đúng khí rồi. Mát thì nó sẽ được hút và chứ là luân chuyển qua các tầng nhà đúng không anh? Khi mà bác chọn kiến trúc sư thì bác đưa ra 40 tiêu chí. Thứ nhất là không có tiếng ồn, ở ngoài nói thì ở trong nghe. Cái thứ hai là nhà là luôn luôn mát mẻ, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Tất cả các phòng được thoáng mát, gió trời được vào tại các phòng. Cái nữa thì khi mà ở ngoài có ánh sáng mặt trời thì ở trong nhà tất cả các phòng không cần mở đèn vẫn sáng. Bác đưa ra cái 40 tiêu chí ra cho Thảo vậy. À, vậy khi mà mình ở trong ngôi nhà mới này thì bác cảm thấy như là bác có hài lòng với tất cả những cái tiêu chí mà mình đặt ra không ạ? Bác nghĩ rằng cái cúi đầu của bác được cái này là cái là quý giá vô cùng. Bác tận hưởng. Này, con xin chúc bác cũng như là gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ. Cảm ơn con. Anh Thảo này, thông thường là trong một ngôi nhà thì phòng khách cũng như là phòng bếp thường là riêng rẽ và không liên quan đến nhau. Thế nhưng mà cũng có thể do sở thích thì rất là nhiều người họ muốn là hai cái phòng đấy có thể chung cùng một cái không gian. Vậy anh có thể tư vấn cho chương trình là làm thế nào để có một cái không gian chung giữa hai căn phòng đấy không ạ? Từ xưa người ta vẫn thì quan điểm là nhà bếp là một cái không gian phụ. Nhưng mà đối với ngày nay thì hầu như là phòng khách, phòng ăn và nhà bếp là nó trở thành một không gian liên hoàn. Tất cả những vách ngăn là một vách ngăn ước lệ để nối liền, vừa mở rộng cái công năng chung để mình trong gia đình đối với căn nhà có diện tích hẹp, hoặc là thậm chí căn nhà có diện tích lớn người ta cũng vẫn làm như thế. Người ta hay làm một cái quầy bar để khi nấu xong rồi thức ăn nhanh ta ăn ngay tại quầy bar. Cảm ơn những lời tư vấn của anh. Thay mặt cho chương trình thì em xin có một kỷ niệm chương dành tặng cho anh. Rồi, em xin cảm ơn chương trình và cảm ơn em. Ngọc Hân và Không Gian Xanh xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.